Thưa quý vị và các bạn, không khí rộn ràng, sôi nổi, vui tươi, phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ngày hội năm nay như sôi động hơn bao giờ hết với niềm tin và những bước đi vững chắc khi Huế sắp về đích để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chào đón ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày vui của mọi tầng lớp nhân dân khắp nơi trên địa bàn đã ra quân thực hiện cả hoạt động ngày Chủ nhật xanh với sự tham gia đông đảo của nhân dân cả khu dân cư, tổ dân phố, góp phần tạo nên một diện mạo, một sắc thái, một thay đổi mới của Thừa Thiên Huế trước những vận hội mới. Khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ý thức cộng đồng, hoạt động Chủ nhật xanh tuần này của phường Hương Vinh, thành phố Huế thu hút sự tham gia của cả tổ chức đoàn thể, từ cán bộ đến nhân dân cả khu dân cư. Đúng 7 giờ sáng, cả khu phố đã rộn ràng tiếng cười nói nhộn nhịp khi tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư để chào đón ngày đại đoàn kết toàn dân. Mọi người chia ra thành từng nhóm nhỏ tham gia nhặt rác và nhổ cỏ tại các tuyến phố. Đối với mỗi một người dân nơi đây, tham gia Chủ nhật xanh đã trở thành công việc quen thuộc vào dịp cuối tuần. Với ý thức nhặt được một cọng rác, bạn đã làm cho Huế thêm xanh, sạch, sáng hơn. Nhân dịp kỷ niệm là 94 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì anh em chúng tôi trong ban chấp hành của Hội Nông dân cùng với là các cán bộ trong phường xã từ tề tựu về đây để trước nhất là làm vệ sinh sạch sẽ thôn xóm. Sau nữa là cũng chúc mừng là cái ngày đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm nay được thành công tốt đẹp. Hôm nay là phối hợp vì tổ dân phố, phối hợp ra quân ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật vì cộng đồng, thì chúng tôi cũng điều động đảng viên và đảng viên cơ trú và đoàn viên, hội viên, lực lượng an ninh cơ sở và cũng lực lượng dân quân tại chỗ để cùng vì toàn thể dân dân để ra quân ngày Chủ nhật xanh. Người dân cũng ý thức là nội chung làm đường đẹp, ngõ xa sáng, xanh sạch đẹp, giống một tuyến đường lắc khê để chúng phát triển, để đưa cái tổ dân phố ngày lên. Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người dân cả khu dân cư cũng tổ chức treo cờ pano trên cả tuyến đường cờ tại thôn xóm. Đặc biệt năm nay, với tâm thế chào mừng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phường Hương Vinh đã huy động nguồn lực từ xã hội hóa để xây dựng cả tuyến đường cờ tại các tổ dân phố. Người dân thực sự vui và phấn khởi, hạnh phúc về những đổi mới từng ngày của quê hương. Việc treo cờ đó là cái trách nhiệm và bộ phận của mọi người dân, và đặc biệt là trong năm 2025 là tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta là được thành phố trực thuộc Trung ương, cho nên điều này là điều rất là phấn khởi. Cho nên cái việc để mà chúng ta làm cho nó xứng đáng với là thành phố trực thuộc Trung ương, cho nên tất cả mọi người dân thì chúng ta phải nên là những cái ngày lễ lớn hoặc là những cái phong trào của địa phương thì chúng ta làm tốt, như việc treo cờ, làm vệ sinh sạch sẽ, luôn luôn làm vệ sinh sạch sẽ đường xóm cho nó xanh sáng và sạch. Sáng thứ tư hàng tuần là phường triển khai công văn ra quân tổng hợp phong trào hưởng ứng Chủ nhật xanh. Qua đó thì cũng vận động được toàn thể hệ thống chính trị, các tổ dân phố cũng như người dân là tham gia phong trào Chủ nhật xanh, sáng xanh sạch đẹp để mà chào mừng Huế vào thành phố trực thuộc Trung ương. Tại tuyến đường Lê Khê hôm nay thì tổ dân phố của Lê Khê cũng đã vận động nguồn xã hội hóa để mà thực hiện mô hình là đường cờ tổ quốc, và qua đó cũng là vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh xanh sạch đẹp. Ngoài tổ dân phố Lê Khê thì các tuyến đường khác và các tuyến đường kiệt cũng như là các gia đình là cũng hưởng ứng phong trào Chủ nhật xanh và gia đình văn hóa để mà cũng hưởng ứng cái phong trào thi đua dân vận khéo trong năm 2024 cũng như 2025. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa khi Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội rất lớn đối với tỉnh nhà. Điều này không chỉ khẳng định những thành quả mà tỉnh đã đạt được trong những năm qua, mà còn định vị được Huế trong sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Huế hết sức quan trọng, mà trước hết phải phát huy được sức mạnh của nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.